hỏi xe bắn luôn. Ê, trời, tưởng rớt cho trăm. Ê, trời, tưởng rớt cho trăm rồi chứ. Nhìn bắn. Không thấy hả? Anh cũng không thấy nữa. Chứ còn nè. Bỏ xuống đi, bỏ xuống đi, giải bỏ đi. Rồi rồi, lấm đi được rồi, thôi, móc có. Hên lên đây. Kinh dí vậy, xiên lấy vừa luôn nhá. Thấy không? Thôi đứa bạn, lại đứa bạn qua đây. Từ từ, xuống, xuống, xuống. Đó, đi vô trong à, đi nè, đi. Mọc xuống, mọc xuống. Chúng, nó thấy rồi ra. Đây nè, đây nè, đây nè. Thấy luôn, nó chưa thấy được đâu. Đó, còn thấy không? Đó, tạo nè, tạo dưới kìa. Thấy rồi. Nhân bắn anh em. Xiên lấy vừa nè. Xiên lấy vừa nè. Xiên lấy. Xuyên nó vừa. Ê, nó đi kìa, nó còn lùm thùm kìa. Nó còn lùm thùm, nó chạy kìa. Thấy không? Chuyện nó phóng dũng á. Phóng dũng thấy không? Nó rồi, có chuyện phóng dũng rồi. Con nhí anh nè. Xuyên nó vừa vô luôn. Ghê yeah, chưa? Nhân này bắn ghê quá, nhân này bắn là đỉnh quá, bắn lên tay quá nhân ơi. À, tiếp tục anh em ơi. Cô nhí và anh em hai con luôn à. Nhận bắn nha. Chốt âm. Chết. Đổ lòng. Trời ơi, ba con luôn. Sao không chết? Một con đậu cái dừa. Còn con kia bay luôn rồi. Con cái dừa nè, con cái dừa nè, này nè, cái này nè. Đó. Dứt luôn. Qua anh kia đậu con nè. Hồ nàng phải không? Xong con này lại con kia nha. Nè cái lỗ là ngực luôn nè. Nhận bắn anh em ơi. Rớt. Ê, té. Rớt. Té. Chạy vô trong, chạy vô trong. Thấy té không? Con kia xài xuống luôn á. Thấy không? Cưng thấy con kia không? Cứu hai con kiếm đi, để con này anh hạ nó cho. Qua kiếm nó đi. Hả? Gì anh thấy nó trong đây nè. Nó trong á. Thấy nó rớt ở trong đây nè. Thấy rồi. Nó đậu lúc nhà đó con. Anh thấy nó rớt vô trong đây mà. Cưng kiếm nó đi nghe. Thấy chưa? Đâu? Đây anh em. Rớt đang còn nữa. Nhìn. Trổ ngọt quá, nó lạng lạng chết kìa. Đi làm được bánh đông kiếm thôi anh em. Nè. Điểm. Chỗ làm ba con. Điểm một làm ba con anh em. Còn con kia ôm bi. Bắn kiểu này hết chim rồi, còn con ôm bi rồi. Mốt chim nữa đầu quán trời. Rồi tiếp tục anh em ơi. Rồi anh em. Rớt rồi. Rớt đèn con nè anh em. Còn con nữa nha ơi. Đây nè. Đây. Đậu lên cái cây dừa cho chết nữa anh em. Còn luôn nhá. Lụm lụm con này đi. Anh ra làm sao luôn. Trời nó bay lên đó con nữa kìa. Đâu rồi ta? Đâu rồi? Đây nè anh em. Thấy rồi. Gực. Gực.
Rớt rớt rớt. Rớt bên đó anh em ơi. Làm kiếm đường luôn đi vô. Cứ kiếm đường đi vô hắn. Kiếm đường đi vô lượm hắn ơi. Kiếm đường đi vô, có đường đi vô không? Đó có đường đi vô đây, để đi vô lượm ra. Có đường không? Rẽ ra hay gì? Đâu? À đây nè, cứ ngồi đứng đi. Trời, Nhân ơi. Cái kiếp đường này bà nó còn sống Nhân ơi. Bà có đường vô vậy Nhân ơi, này kia nó còn sống nó nhảy lên tưng ơi. Rồi, tuyệt đối ơi. Khỏi Nhân ơi, khỏi Nhân ơi. Khỏi đi, anh qua anh lụm cho. Đây nè, nè. Rồi tiếp tục thôi anh em ơi. Một chỗ một làm hơi 3-4 con luôn. Nè anh em, làm cái nhận đi nữa tiếp hộ anh em ơi. Được như đây nay hơn sao. Đi mưa mới giờ râm râm tạnh. Đi hơn nữa anh em ơi. Gặp cô Nhí nó ra, Túc nó ra. Bắn được nửa tiếng hộ bắn được mấy cái. Trúng quá trời trúng luôn. Này bắn đỉnh quá, nhân này bắn lên tay quá trời mọi người ơi. Nhân này báo bánh tre này nghe anh em. Có tặng năng hên thôi, tự nhiên viên đạn của ai túng chứ em đâu biết gì đâu. Hên gì nữa, bắn con kia mà không ôm bi nữa là 6 con rồi. Có con đó em thấy em nói rớt không mà sao nó bay nổi hay thôi. Bắn cái bọc ra bù diều luôn mà. Còn con này cũng hên nữa nè, nó bắn. Ngày nay bắn hình như trúng trơn hụt có mấy cái hai gì vậy, còn nhiêu trúng không vậy. Bắn ghê trời. Này bắn dữ rồi ha. Trời ơi, hên thôi. Khiêm tốn dữ vậy trời. Hên thôi. Cô cứ gậy mập ghê luôn. Ừ. Con nào con nấy. Nó nù à. Trời ơi. Nút ha, ngực nó chẻ muối luôn không? Không có chỗ nào mà chứa thịt nữa. Má tài. Đã. Tại nay gạt gì như sớm chứ không đi nữa rồi. Nay không giờ. Đi nữa chắc đem bao đựng. Giờ này chiều rồi. Chiều mà tờ ui mới mưa tạnh á, lộ ướt cái tên. Đã. Túc cái ra, túc cái ra. Nay gặp mà không có công chuyện hen. Xe này chỗ đầu để hết rồi. Nổ. Mới khen khiêm tốn bây giờ đồ văn miễn rồi. Trời mới tạnh mưa im quá im.